Thứ trưởng Phùng Minh Tiến, kính thưa các quý vị đại biểu tham dự hội nghị, được sự phân công của ban tổ chức, tôi xin phép được trình bày cái báo cáo về kết quả nuôi trồng thủy sản kết quả nuôi tôm năm 2021 và một số giải pháp trọng tâm nhằm phát triển nuôi tôm năm cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Nội dung của báo cáo thì thứ nhất là về công tác chỉ đạo điều hành sản xuất của năm 2021. Thứ hai là kết quả sản xuất nuôi tôm năm 2021. Thứ ba là một số cái khó khăn tồn tại. Thứ tư là một số những cái nhiệm vụ giải pháp của cái tháng cuối năm và năm 2022. Và phần thứ năm là một số cái biện pháp để tổ chức thực hiện. Thứ nhất là về công tác chỉ đạo điều hành. Thì những tháng đầu năm thì ngành nuôi trồng thủy sản của chúng ta thì nói chung và cái ngành tôm nói riêng thì đối mặt với lại rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì để giải quyết những khó khăn này thì Bộ và Tổng cục thì đã tham mưu và tổ chức 4 cái hội nghị lớn và đồng thời thì ban hành rất nhiều cái văn bản chỉ đạo. Ở đây thì trong 4 hội nghị thì có 2 hội nghị là xử lý về vấn đề Covid như Thứ trưởng đã nói lúc nãy. Thứ hai thì về công tác quản lý giống thì hiện nay thì Tổng cục Thủy sản thực hiện cái cấp chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản bố mẹ. Thì hiện nay thì chúng tôi thì đã cấp được 16 trên 17 cái cơ sở sản xuất giống và còn một cơ sở thì đang trong thời gian khắc phục và đã tổ chức kiểm tra duy trì được 4 trên 16 cơ sở. Hiện nay còn 12 cơ sở thì đang do dịch bệnh Covid nên chưa đi được. Các địa phương thì đã tiến hành cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối với lại cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản. Và hiện nay thì có 2.063 cơ sở thì đã cấp được 1.045 cơ sở, như vậy là đạt được khoảng 50%. Về công tác quản lý vật tư đầu vào thì đã xây dựng và cập nhật cái cơ sở dữ liệu về thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Hiện nay thì chúng tôi tổng hợp là đã có 1.188 cái cơ sở mà đã lập tài khoản, đã cập nhật thông tin tổng số cái sản phẩm là 20.552 cái sản phẩm. Trong đó thì có hơn 19.000 cái sản phẩm sản xuất trong nước và 1.500 cái sản phẩm nhập khẩu. Và đã cấp cái giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản thì đối với lại cơ sở nước ngoài thì đã cấp được khoảng 99 cơ sở và trong nước thì đã cấp khoảng 459 cơ sở. Và cấp cái giấy chứng nhận và đăng ký lưu hành tự do thì được 44 giấy. Về công tác quan trắc cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh thì đã tham mưu cho lãnh đạo bộ ký và ban hành kế hoạch quan trắc môi trường, cảnh báo giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 ở quyết định số 1151. Và hiện nay trong nuôi tôm thì cả nước có 408 điểm quan trắc môi trường nuôi tôm nước lợ, trong đó thì trung ương tổ chức quan trắc là 105 điểm và địa phương tổ chức quan trắc là 303 điểm. Và từ đầu năm giờ thì đã ban hành được 80 bản tin cho quan trắc môi trường cho nuôi tôm nước lợ. Về công tác cấp mã số cơ sở nuôi tôm thì hiện nay tổng số cái cơ sở nuôi tôm nước lợ đã cấp là khoảng 6.600 cơ sở và trên 479.824 cơ sở. Như vậy là chúng ta mới đạt được khoảng 1,4%. Kết quả cấp mã số thấp thì do rất nhiều nguyên nhân. Trong tài liệu cũng đã ghi rất rõ, nhưng mà qua tổng hợp thì có 3 cái phần chính. Một là cái việc mà hiểu về cái mã số, ý nghĩa của mã số thì cũng chưa được rõ. Thứ hai là địa phương thì có nhiều khó khăn. Và thứ ba thì một số những cái hồ sơ thì cũng còn khó khăn và hiện nay thì cũng đang tiến hành chỉnh sửa. Về kết quả sản xuất nuôi tôm nước lợ năm 2021 thì thứ nhất về kết quả sản xuất giống thì về nhập khẩu tôm bố mẹ thì hiện nay cả các cơ sở đã nhập khẩu khoảng 240.273 con tôm thẻ chân trắng bố mẹ và giảm so với năm 2020. Chúng ta đã nhập được 532 con tôm sú bố mẹ và bằng 100% so với lại năm 2020. Đây là số liệu của Cục Thú y. Sản xuất trong nước thì sản xuất được khoảng 21.000 con tôm thẻ bố mẹ chân trắng và 20.000 con tôm sú bố mẹ chân trắng, như vậy là tương đương với năm 2020. Về sản xuất giống, hiện nay thì cả nước có 2.063 cơ sở. Năm trước thì chúng ta có khoảng trên 2.400 cơ sở, nhưng hiện nay đã giảm xuống. Sản xuất tôm nước lợ và lượng tôm giống thì ước đạt khoảng trên 144 tỷ con và tăng 11% so với lại cùng kỳ năm 2020. Về kết quả nuôi tôm thương phẩm thì diện tích nuôi tôm thương phẩm thả nuôi ước đạt 740.000 ha, như vậy là tăng khoảng 0,5% so với lại năm 2020. Trong đó diện tích nuôi tôm sú là 630.000 ha,
và diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 110.000 ha. Sản lượng nuôi tôm 11 tháng đầu năm năm 2021 thì chúng ta đạt khoảng 903.000 tấn và tăng 1,9% so với lại cùng kỳ năm 2020. Trong đó thì tôm sú đạt 255.000 tấn và tôm thẻ chân trắng là khoảng 598.000 tấn. Còn lại thì các tôm khác. Năm 2021 thì chúng tôi ước tính sản lượng tôm nuôi đạt khoảng 970.000 tấn và tăng khoảng 4,3% so với cùng kỳ năm 2020 so với năm 2020. Trong đó thì tôm sú đạt khoảng 277.500 tấn và tôm thẻ chân trắng là 642.500 tấn, còn lại là các loại tôm khác. Và giá tôm thì hiện nay thì cũng khá là cao. Tôm thẻ chân trắng mà ở cái loại mà 100 con một cân thì giá hôm nay là 103.000 đồng trên 1 kg. Và so với cái thời điểm mà khó khăn nhất của năm 2021 thì có lẽ là tăng gần gấp đôi năm 2021. Và cái lúc khó khăn nhất chúng ta chỉ có 65-68.000 đồng trên 1 kg thôi. Và kim ngạch xuất khẩu thì năm 2021 thì chúng tôi ước đạt khoảng 3,8 tỷ đô la. Như vậy là cũng tăng gần 3% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh những mặt đạt được thì chúng ta còn một số những khó khăn tồn tại. Thứ nhất là về tôm giống. Thì tôm bố mẹ thì hiện nay thì phụ thuộc rất nhiều vào nguồn nhập khẩu và khai thác tự nhiên. Trong nước thì mới cung cấp một phần rất nhỏ, như vậy là mới khoảng 40.000 con. Các cơ sở nuôi thì hiện nay thì cái việc kiểm tra cấp chứng nhận thì chưa được nhiều, mới có 50%, và ở đây thì chủ yếu là những cơ sở mà nhỏ lẻ, ương dưỡng tôm sú nhỏ lẻ thì gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc mà kiểm tra cấp mã số này. Thứ ba là cái giá thành tôm ở nước ta thì còn cao so với lại các nước trong khu vực. Có lẽ là do cái thức ăn của chúng ta là còn khá cao về thức ăn, thì báo cáo quý đại biểu là chiếm khoảng 65% cái tổng giá thành nuôi. Thứ ba là tình trạng lạm dụng hóa chất kháng sinh thì mặc dù là đã được hạn chế rất nhiều nhưng mà vẫn còn, nhất là trong nuôi tôm thâm canh. Thứ tư là hạ tầng thì vùng nuôi thì chưa được đảm bảo. Cái này thì có lẽ là trong một vài năm tới thì cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ năm là cái công nghệ nuôi tôm, đặc biệt là nuôi tôm quảng canh thì cũng chưa được cải tiến nhiều, do đó mà năng suất chưa cao. Năng suất của nuôi tôm quảng canh đối với tôm sú thì chỉ khoảng 300-350 kg trên hecta. Thứ sáu và thứ bảy là công tác mà đăng ký nuôi tôm nước lợ thì còn thấp, và tỷ lệ đăng ký thấp thì dẫn đến khó khăn trong việc truy xuất nguồn gốc. Thứ bảy là một số cái thách thức về xuất khẩu. Thì hiện nay các cái quy định về kiểm dịch và các cái rào cản kỹ thuật thì dẫn đến cái ngành nuôi tôm của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Và thứ tám ở đây là cái tình hình Covid, thì mặc dù chúng ta đã kiểm soát và cũng đã có cái định hướng mới về phòng chống Covid, tuy nhiên thì dịch Covid vẫn còn diễn biến vô cùng phức tạp, và hệ lụy là chúng ta thiếu nhân công, giá vật tư tăng cao, và cái nguy cơ đứt gãy cái chuỗi sản xuất thì mặc dù là đã được kiểm soát nhưng mà vẫn còn tồn tại. Và đặc biệt ở đây thì có một cái sự liên kết giữa các cái địa phương để xử lý các cái vấn đề phát sinh do dịch bệnh thì cũng còn rất nhiều hạn chế. Đó là cái kết quả tổng hợp của năm 2021 mà chúng ta có thể tổng hợp được. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của những tháng cuối năm 2021 và năm 2022 thì kế hoạch thì báo cáo quý vị đại biểu thì nhu cầu cái tôm bố mẹ của năm 2022 thì khoảng từ 260.000 đến 270.000 con. Trong đó tôm thẻ chân trắng thì khoảng 200-210.000 con và tôm sú khoảng 60.000 con. Tổng cái sản lượng tôm giống mà chúng ta cần là khoảng 140 đến 150 tỷ con. Trong đó thì tôm thẻ chân trắng là từ 100 đến 110 tỷ con và tôm sú từ 30 đến 40 tỷ con. Cái diện tích nuôi tôm thì cố gắng phấn đấu đạt 740 đến 745.000 ha. Trong đó thì tôm sú thì 630.000 ha và tôm thẻ chân trắng thì khoảng 115.000 ha. Và sản lượng tôm các loại thì chúng tôi dự kiến kế hoạch là 980.000 tấn. Trong đó thì sản lượng tôm sú là 280.000 tấn, tôm thẻ chân trắng là 650.000 tấn và còn lại là các loại tôm khác. Và kim ngạch xuất khẩu thì phấn đấu đạt từ 3,9 đến 4 tỷ đô la. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của năm cuối năm 2021 thì thứ nhất là vào giữa năm thì chúng ta đã tổ chức một cái hội nghị về giải pháp phát triển ngành tôm. Thì chúng tôi cũng đề nghị là tiếp tục thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại cái hội nghị trực tuyến này. Thứ hai là tăng cường cái công tác thanh kiểm tra về công tác quản lý an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản nói riêng và trong nuôi tôm nói chung, để đảm bảo rằng những tháng cuối năm chúng ta có được một cái sản phẩm tốt phục vụ cho thị trường. Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của năm 2022 thì thứ nhất là tiếp tục triển khai hiệu quả có hiệu quả của cái luật thủy sản năm 2017, đặc biệt là quan tâm chỉ đạo cái việc triển khai đăng ký đối tượng thủy sản nuôi chủ lực và tổ chức triển khai quyết liệt các cái nội dung mà đã được sửa đổi khi nghị định sửa đổi bổ sung của nghị định 26 được ban hành. Hiện nay thì
cái nghị định sửa đổi này thì đã được trình chính phủ. Thứ hai là tổ chức liên kết các địa phương nuôi tôm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sản xuất, để vừa phát triển sản xuất nuôi tôm và vừa ứng phó có hiệu quả với lại dịch Covid, và xây dựng kịch bản sản xuất nuôi tôm nước lợ trong điều kiện Covid đảm bảo không bị bị động trước những biến động của cái đại dịch. Thứ ba là triển khai có hiệu quả một số đề án chương trình đã được phê duyệt, như là kế hoạch hành động phát triển ngành tôm đến năm 2025, đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm đến năm 2030, đề án phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long được phê duyệt ở quyết định số 3550. Thứ tư là tăng cường cái ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao cái năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Tập trung hướng dẫn người nuôi về kỹ thuật khoa học công nghệ tiên tiến phù hợp, hiệu quả trong cái bối cảnh mà ảnh hưởng của Covid. Và chúng tôi cũng đề xuất là phát triển cái nuôi tôm và các khâu trong chuỗi nuôi tôm thì theo hướng công nghệ cao, tự động hóa để giảm lao động trực tiếp và hạn chế cái sự lây lan của dịch bệnh. Thứ năm là tiếp tục tăng cường cái công tác quan trắc cảnh báo môi trường ở các vùng nuôi tôm tập trung để kịp thời đưa ra các khuyến cáo và cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất cái thiệt hại của người nuôi và thích ứng với cái biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, và đồng thời phục vụ cho công tác chỉ đạo sản xuất trong thời gian tới. Thứ năm là tiếp tục quản lý chặt cái chất lượng tôm giống, vật tư nuôi trồng thủy sản, tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra các cái cơ sở sản xuất giống, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản dùng trong thủy sản để xử lý nghiêm các cái vi phạm nếu có. Và thứ sáu là tổ chức sản xuất theo cái hướng liên kết. Ở đây có liên kết dọc giữa các nhà với nhau và liên kết ngang giữa các cơ sở sản xuất để đảm bảo sản xuất an toàn, hạ giá thành và đảm bảo cái đầu ra cho sản phẩm. Và cuối cùng là tích cực xử lý, phối hợp xử lý và tháo gỡ các rào cản kỹ thuật, phát triển thị trường để tiêu thụ cho tạo cái tiêu thụ tốt cho cái sản phẩm tôm của Việt Nam. Về tổ chức thực hiện thì chúng tôi có đề xuất kiến nghị như sau. Thứ nhất là các đơn vị của Bộ, Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản thì chủ động thường xuyên đánh giá cái diễn biến của thị trường và đề xuất các cái giải pháp kịp thời thông tin để người dân biết và có kế hoạch sản xuất phù hợp. Về Cục Thú y thì tăng cường công tác kiểm dịch và kiểm soát dịch bệnh trên tôm nước lợ để có biện pháp xử lý phù hợp, hạn chế cái thiệt hại cho người nuôi. Làm tốt cái công tác kiểm dịch, kiểm soát chất lượng nhập khẩu tôm nguyên liệu, tổ chức xây dựng và phát triển cái vùng nuôi tôm an toàn dịch bệnh, kịp thời chia sẻ thông tin đối với các cơ quan để phối hợp thực hiện. Về Cục Quản lý chất lượng thì kiểm soát tốt cái chất lượng an toàn thực phẩm trong nguyên liệu, kiểm soát tạp chất, tồn dư hóa chất kháng sinh trong cái sản phẩm. Về các đơn vị của Bộ thì Bộ Hợp tác Quốc tế thì kịp thời thông tin, phối hợp xử lý các cái rào cản từ thị trường nhập khẩu tôm, xuất khẩu tôm. Các cái viện nghiên cứu, các trường đại học thì tiếp tục triển khai các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ về chọn tạo tôm giống, xây dựng các quy trình công nghệ mới có hiệu quả và thân thiện với môi trường để người dân và doanh nghiệp áp dụng. Đối với các hội, hiệp hội thì chúng tôi đề nghị là vận động tuyên truyền các hội viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật tại Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn, tích cực áp dụng cái công nghệ mới để giảm giá thành sản xuất, đẩy mạnh cái liên kết sản xuất và nhân rộng các cái mô hình chuỗi sản xuất có hiệu quả. Đối với địa phương thì thứ nhất là tổ chức liên kết giữa các địa phương tham gia chuỗi tôm, đảm bảo chuỗi sản xuất tôm được vận hành liên hoàn và thích ứng với điều kiện Covid, kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh nếu mà dịch bệnh xảy ra. Thứ hai là tăng cường cái công tác thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng để đảm bảo chúng ta có được cái sản phẩm chất lượng đưa ra trong cái dịp Noel và cái dịp Tết. Thứ ba là tiếp tục xây dựng, thực hiện tốt cái kế hoạch nuôi tôm năm 2022 và chỉ đạo thực hiện tốt các cái quy định về điều kiện nuôi, đăng ký cơ sở nuôi. Thứ tư là thực hiện có hiệu quả công tác quan trắc cảnh báo môi trường để kịp thời khuyến cáo và cảnh báo cho người nuôi. Thứ năm là tăng cường cái công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển giao khoa học công nghệ để nhân rộng các cái mô hình nuôi như nuôi hai giai đoạn, ba giai đoạn, nuôi sử dụng chế phẩm sinh học, nuôi tuần hoàn khép kín để cho doanh nghiệp và người nuôi giảm thiểu thiệt hại. Thứ sáu là tiếp tục kiểm tra, kiểm soát các cái điều kiện cơ sở sản xuất và chất lượng giống thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản. Và cái cuối cùng là đề nghị các địa phương là kịp thời báo cáo tình hình và kết quả sản xuất, tiêu thụ sản phẩm năm 2021 và kế hoạch năm 2022 về Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để chúng ta cùng nhau phối hợp chỉ đạo. Đối với doanh nghiệp, người dân thì thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật về nuôi trồng thủy sản, về an toàn thực phẩm, về thú y. Trước mắt thì khẩn trương thực hiện cái nhiệm vụ đăng ký đối tượng nuôi thủy sản chủ lực theo quy định tại điều 36 của nghị định 26. Thứ hai là xây dựng kế hoạch và chuẩn bị sẵn các cái điều kiện để chủ động sản xuất trong điều kiện mà dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Thứ ba là nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hợp tác liên kết
sản xuất theo chuỗi để giảm cái khâu trung gian, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và áp dụng tốt các cái hình thức nuôi có chứng nhận. Thứ tư là tuân thủ các quy định về sử dụng chất cấm, thuốc, hóa chất, kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản để đảm bảo rằng là chúng ta có sản phẩm chất lượng tốt và truy xuất nguồn gốc tốt. Thì báo cáo quý vị đại biểu trên đây là một cái bức tranh có thể nói là tóm tắt đối với lại kết quả nuôi tôm năm 2021 và một số cái biện pháp giải pháp để sản xuất trong năm 2022. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe.